đường này là gần đến Mường La đây. Từ thủy điện Nậm Chiến đi sang thủy điện Sơn La là phải qua những cái đoạn đường như thế này. Tiếc quá. Hai vợ chồng nhà kia đi xe máy và phải đỗ xuống không đi được nữa, chở cả vợ cả con.